Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và chỉ thị số 11 của Thành ủy về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả trong thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương và chỉ thị số 11 của Thành ủy mà hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi có đề nghị một số nhiệm vụ chủ yếu như sau. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt tuyên truyền những nội dung, những giải pháp của chỉ thị 19 và chỉ thị 11, tiếp tục xây dựng và duy trì những mô hình tiêu biểu tiên tiến về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và mô hình điểm trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, phát huy hơn nữa vai trò của hương ước, quy ước thôn bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, rà soát sửa đổi bổ sung kịp thời những quy định mới phù hợp với địa phương và quy ước. Hàng năm các thôn tổ chức tuyên truyền những cá nhân thực hiện tốt quy ước gắn với việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời phê bình những cái trường hợp vi phạm, đặc biệt là cán bộ đảng viên mà không nêu gương, không thực hiện tốt những cái quy định này. Ngay sau khi chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương và chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đã sớm ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện hai chỉ thị gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình kế hoạch của thành phố và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Trong 10 năm qua, huyện đã đào tạo cho 4.270 thanh niên nông thôn, trong đó nghề nghiệp nông nghiệp là 1.920 người, nghề phi nông nghiệp là 2.350 người, đào tạo cho 7.231 nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau như nghề may giang đan, chế biến lâm sản, nghề trồng rau, nghề chăn nuôi lợn, gà, cá, v.v. Công tác đào tạo nghề đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Đến nay, số hộ nghèo trong toàn huyện giảm xuống còn 110 hộ với tỷ lệ 0,22%. Số hộ cận nghèo là 1.780 hộ với tỷ lệ 3,56%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 58 triệu đồng trên người trên năm. Đời sống của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Huyện Quốc Oai đã được chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 và hiện nay đã có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố, huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận. Toàn huyện có 15.212 đám cưới thực hiện theo nếp sống văn minh, chiếm 95,9%. Số đám cưới theo mô hình mới, hiệu quả, tiết kiệm là 2.918, chiếm 18,4%. Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã tổ chức điểm 38 đám cưới văn minh, chỉ liên hoan tiệc trà, bánh kẹo và được Ban chỉ đạo huyện, chính quyền cơ sở đến dự tặng quà và trao giấy đăng ký kết hôn tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, cụm dân cư. Trong 2 năm 2020-2021, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình chỉ tổ chức liên hoan đám cưới trong phạm vi hẹp hoặc tạm thời hoãn tổ chức tiệc cưới, chỉ báo hỷ trong phạm vi người thân gia đình hoặc đăng ký kết hôn. Nhân dịp này, đã có 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội và chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 được Huyện ủy Quốc Oai biểu dương khen thưởng. Sáng qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn xã Sài Sơn. Tiếp đoàn về phía huyện Quốc Oai có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan phòng ban liên quan của huyện.
Qua khảo sát cho thấy, sau 5 năm thực hiện việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở, nhận thức của cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Sài Sơn ngày càng rõ hơn, sâu hơn về quyền dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Xã đã thực hiện công khai 11 nội dung theo quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó có 4 nội dung công khai bằng hình thức niêm yết, 7 nội dung công khai trên hệ thống truyền thanh của xã. Từ việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đã tham gia tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nổi bật là thực hiện quyết định số 16 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về xây dựng nông thôn mới. Nhân dân địa phương đã tự nguyện đóng góp gần 14 tỷ đồng để xây dựng 11,65 km đường giao thông nông thôn, xây dựng được 31 tuyến đường hoa, 4 tuyến đường kiểu mẫu, hệ thống cống rãnh được đầu tư xây dựng đảm bảo xanh sạch đẹp. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa chiếm 98,6%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Những truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tình làng nghĩa xóm được duy trì, tích cực phòng chống các hiện tượng tiêu cực, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo phản ánh của công dân. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị thời gian tới xã Sài Sơn và huyện Quốc Oai cần quan tâm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền các cấp trong thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân cho cán bộ đảng viên theo tinh thần vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng. Tiếp tục quan tâm công tác công khai quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần phát huy tốt vai trò giám sát phản biện, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng công tác đối thoại giữa cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân. Chiều hôm qua mùng 1 tháng 8, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 với tổng số 31 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu giám sát tổng hợp nội chính, hành chính quản trị, tiếp dân, công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, qua đó đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ, cơ quan, Ủy ban dân huyện. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện luôn coi trọng và triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tạo chuyển biến tích cực. Đảng viên chi bộ đã tham gia đầy đủ các buổi học tập quán triệt nghị quyết của Đảng. 100% đảng viên chi bộ có lập trường tư tưởng chính trị kiên định vững vàng. Hàng năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 100%. Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan tham mưu chỉ đạo tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 15 và chỉ thị 15 của Thành ủy, nhằm thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của huyện ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện kiểm soát và tham mưu soạn thảo các văn bản, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kịp thời tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo phục vụ các kỳ họp, cuộc họp của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đảm bảo đúng quy định. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, duy trì, vận hành tốt hệ thống mạng nội bộ. Phối hợp phục vụ tốt các hội nghị trực tuyến do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành và huyện tổ chức. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, chi bộ Văn phòng cần bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên gắn với sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa, phát huy tính tự phê bình và phê bình trong đảng viên, siết chặt kỷ luật kỷ cương gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận 01 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó là thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu và tổng hợp, tập trung cải tiến lề lối, tác phong làm việc khoa học, nâng cao chất lượng công việc. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư.
đồng chí Tạ Văn Phúc, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, được bầu giữ chức danh Phó Bí thư chi bộ. Đại hội cũng kêu gọi toàn thể đảng viên phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra. Sáng ngày 2 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng các văn bản về quản lý an toàn thực phẩm cho các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe bà Hoàng Thị Minh Thu, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 118 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính và cập nhật các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm tại Hà Nội theo quyết định số 28 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, cách tiến hành một cuộc thanh tra an toàn thực phẩm, hướng dẫn viết báo cáo, biên bản thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, v.v. Lớp tập huấn cũng đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, giải đáp những kiến thức liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm. Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã cập nhật bổ sung được những kiến thức cơ bản phục vụ quản lý về an toàn thực phẩm ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 8, ứng dụng nhắn tin Zalo bắt đầu tính gói thuê bao đối với người dùng, đồng thời cắt giảm một số tính năng của bản miễn phí. Như đã thông báo từ trước, Zalo chính thức triển khai 3 gói thuê bao tháng cho người dùng tại Việt Nam. Song song với đó vẫn phát hành một phiên bản miễn phí nhưng bị giới hạn về mặt tính năng. Theo đó, với những người không sử dụng gói thuê bao sẽ bị hạn chế một số tính năng như người lạ, không có trong danh bạ sẽ không thể xem bình luận vào nhật ký của người dùng. Mỗi tài khoản Zalo sẽ chỉ có 40 lần hiển thị một tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại. Mỗi tài khoản cũng chỉ được phản hồi 40 hội thoại trên một tháng từ người lạ, vượt hạn mức sẽ chỉ được đọc chứ không thể tiếp tục trả lời. Thay đổi tiếp theo là tối đa người dùng sẽ chỉ có 1.000 bạn bè, vượt mức sẽ không thể thêm bạn bè mới hay chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người lạ. Thứ năm là sẽ không còn dùng tính năng username, điều này áp dụng cho toàn bộ tài khoản Zalo cá nhân. Cuối cùng, mỗi tài khoản được mặc định có 5 tin nhắn nhanh. Nếu muốn thêm tin nhắn nhanh mới, người dùng cần xóa bớt những tin nhắn nhanh cũ. Để có thể sử dụng không giới hạn như trước kia, người dùng sẽ phải chuyển sang gói Zalo OA doanh nghiệp. Điểm khác biệt của gói này so với các tài khoản truyền thống là người dùng sẽ phải trả phí. Các loại tài khoản OA xác thực sẽ có 4 gói sử dụng từ cơ bản miễn phí, dùng thử 10.000 đồng, nâng cao 59.000 đồng và premium 399.000 đồng cho mỗi tháng. Tất cả tính trên chu kỳ một tháng sử dụng. Tài khoản OA khi mua thuê bao tháng sẽ được nới một số tính năng, loại bỏ giới hạn về lượt hiển thị trong kết quả tìm kiếm, hỗ trợ danh bạ phản hồi chat. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!